Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2021, trước bối cảnh hết sức khó khăn, nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, chính quyền địa phương, sự nỗ lực chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động xúc tiến thương mại đã chuyển đổi mạnh mẽ, duy trì sản xuất và xuất khẩu, góp phần tích cực vào kết quả ấn tượng của hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2021. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 331 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,2% so với năm 2020. Cán cân thương mại năm 2021 ước xuất siêu 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,64% so với năm 2020, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Năm 2021 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và 7 mặt hàng trên 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số mà Bộ Công Thương ước tính tại Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vừa được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2021 với chủ đề Xúc tiến Xuất khẩu góp phần phục hồi và phát triển kinh tế nhằm trao đổi những nhận định về cơ hội thị trường, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và của các địa phương, cũng như các giải pháp xúc tiến xuất khẩu hiệu quả trong các năm tiếp theo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, duy trì và phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh bình thường mới. Những cái hội chợ triển lãm trong thời gian qua đấy, chúng ta không thể thực hiện được thì Bộ Công Thương đã tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia vào những cái hoạt động hội chợ triển lãm trên môi trường số. Ở trong nước có, ở quốc tế có những cái hội chợ mà nổi tiếng trên thế giới như là hội chợ về thực phẩm Anuga hay là Sian của Pháp hay là Bruxelles Bỉ hay là những cái hội chợ HiPoi ở bên Mỹ về đồ gỗ thì đều là tổ chức cho doanh nghiệp tham dự những cái hội chợ này trên môi trường số, và nhờ đó thì cái hoạt động này đã giúp cho là doanh nghiệp có thể là vẫn duy trì được cái sự kết nối và tiếp cận được thị trường một cách hiệu quả, đóng góp vào cái thành tích xuất khẩu chung của cả nước. Trong năm 2021, hoạt động xúc tiến thương mại đã có sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức. Trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành địa phương, hiệp hội, nỗ lực nghiên cứu, ban hành kịp thời cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình, phương thức xúc tiến thương mại mới dựa trên việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Nhờ đó, các hoạt động xúc tiến thương mại được duy trì và triển khai mạnh mẽ trong năm qua và được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao. Tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong cả nước đã đưa ra nhiều khuyến nghị, kiến nghị, đề xuất về định hướng xúc tiến thương mại, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương, hiệp hội để phục hồi và phát triển kinh tế. Năm 2021 mà với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với ngành hàng của thủy sản bắt đầu từ tháng 7 vừa qua, thì các vấn đề công nghệ số về hội chợ ảo cũng đã thúc đẩy doanh nghiệp có cái chuyển hướng, có cái đầu tư. Và rõ ràng là nó đã mang lại cái hiệu quả khi mà chúng ta không thể thực hiện được các cái hội chợ truyền thống. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng qua khảo sát của chúng tôi thì ngành chúng tôi là một ngành đặc thù, là cần phải có thử, phải có nếm, phải có kiểm tra các cái gọi là độ tươi, thì các cái hoạt động về hội chợ truyền thống vẫn là tối ưu hơn cả. Nhưng mà rõ ràng trong cái xu thế hiện nay thì cái quyết định 1968 của Thủ tướng Chính phủ để có cho một kế hoạch 10 năm tới để chuyển đổi số thì tôi nghĩ rằng đó là một cái bước mà nó tăng thêm một cái công cụ nữa cho chúng ta để chúng ta hội nhập nhiều hơn và tăng thêm cái độ hữu dụng cho cái hoạt động xúc tiến thương mại. Diễn đàn cũng thu hút sự tham gia chia sẻ của các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế về triển vọng của một số khu vực thị trường xuất khẩu tiềm năng giai đoạn sau COVID-19, trong đó có các thị trường lớn quan trọng ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trên cả nước cũng đưa ra nhiều khuyến nghị, kiến nghị, đề xuất về định hướng xúc tiến thương mại, nhu cầu hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của các doanh nghiệp địa phương, hiệp hội để phục hồi và phát triển kinh tế. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020 đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ liên kết thương mại song phương của hai nền kinh tế. Một năm thực hiện EVFTA đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, và đây cũng có thể coi là một công cụ quan trọng giúp các nhà xuất khẩu từ châu Âu và Việt Nam vượt qua những trở ngại do sự bùng phát của COVID-19 và gián đoạn cung ứng toàn cầu. Thị trường 500 triệu dân của châu Âu rất có tiềm năng nhưng có những đòi hỏi khắt khe về tính tuân thủ. Các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu rất cao nhưng người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm chất lượng. Tôi mong rằng các doanh nghiệp chủ động hơn và thích ứng với thị trường mới để có thể biến thách thức thành cơ hội. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh,
để làm tốt công tác xúc tiến thương mại trong năm tới, điều đầu tiên là cần để doanh nghiệp ý thức hơn nữa đến việc tạo ra các sản phẩm xanh, sạch, được sản xuất theo phương thức bền vững nhất và coi lợi ích của người tiêu dùng là tối thượng. Ngoài ra, cần chú trọng đến đảm bảo cân đối cán cân thương mại. Việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu cũng nên đi đôi với việc xúc tiến nhập khẩu. Hơn nữa, phải quan tâm đến môi trường pháp lý của chuyển đổi số, chú ý đến phương tiện và mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là chú trọng đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp để đi lên trong môi trường số. Cùng với đó là chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thuế nhập khẩu, tạo tiền đề cho công tác xúc tiến thương mại ngày càng hiệu quả. Theo ban tổ chức, những thông tin trao đổi tại diễn đàn không chỉ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển chiến lược kinh doanh, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu trên thị trường tiềm năng mà còn gợi mở nhiều định hướng, giải pháp cho chính quyền các địa phương, hiệp hội ngành hàng trong việc nâng cao khả năng cung cấp hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.